ngắm siêu phẩm xe đạp cao cấp Piaggio lần đầu có mặt tại Việt Nam. Đây là dòng xe đạp đầu tiên cao cấp mà hãng Piaggio đến từ Ý vừa giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe chính thức được ra mắt trong sự kiện triển lãm mô tô xe máy Việt Nam 2017 tổ chức mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chiếc xe V-Bike Activa có giá trị trên thị trường khoảng 3.235 USD và về Việt Nam thì giá tầm khoảng trên dưới 100 triệu đồng. Y-Bike hấp dẫn người hâm mộ bởi thiết kế thanh lịch với độ động cơ nằm gọn trong khung xe. Ngoài ra, Y-Bike còn toát lên vẻ sang trọng mang thương hiệu Piaggio bởi được làm từ những vật liệu cao cấp. Khung xe làm từ nhôm 6061, trọng lượng nhẹ và khả năng chịu đựng tốt, tay cầm và yên xe bọc da tinh tế. Bánh trước và sau đều được trang bị phanh đĩa thủy lực của hãng Shimano. Kích thước đĩa là 180mm, kích thước đĩa sau là 160mm. Y-Bike có thể đạt vận tốc lên tới 25 km/h, xe có thể chạy liên tục 120km mà không cần sạc. Thời gian sạc đầy phụ pin của xe vào khoảng 3-5 giờ. Video đặc biệt chú trọng đến khả năng chống trộm cho Y-Bike, được tích hợp GSM. Y-Bike cho phép người dùng định vị vị trí của chiếc xe tại bất kỳ thời điểm nào. Ngoài ra, khi bị trộm, kết nối giữa pin và động cơ xe, do đó không thể khởi động xe. Không những thế, Y-Bike còn là một trong thiết bị thể thao hữu dụng. Ứng dụng kết nối với điện thoại sẽ giúp người dùng tự thiết kế chương trình tập luyện cho mình, số calo bị đốt cháy, nhịp tim tối đa cho phép và rất nhiều chức năng thú vị khác. Tất cả các phiên bản đều có 3 chế độ: City có nghĩa là đi trong thành phố, Hill có nghĩa là đi ở vùng đồi núi và Standard chế độ tiêu chuẩn. PVO cũng cung cấp rất nhiều phụ kiện với nhiều phong cách khác nhau nhằm đáp ứng thị hiếu của người dùng.